Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu 1908-2018, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể lễ dâng hương dâng hoa lên đồng chí Nguyễn Chí Diểu tại nghĩa trang cụ Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế. Tham dự lễ có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi lễ, đoàn đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa và thắp hương để tưởng nhớ anh linh của đồng chí Nguyễn Chí Diểu cùng hơn 21 nhà thơ, nhà yêu nước khác đang yên nghỉ tại đây. Trước phần mộ của nhà chỉ sĩ yêu nước Nguyễn Chí Diểu, các đại biểu cũng đã ôn lại những công ơn to lớn cùng tinh thần cách mạng bất khuất của đồng chí vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, đồng chí Nguyễn Chí Diểu là một trong những nhà cách mạng hoạt động từ khá sớm. Từ năm 1925 đến năm 1927, ông tham gia Đảng Tân Việt, Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Sau khi ba nhóm Cộng sản Ba Kỳ thống nhất thành Đảng Cộng sản Đông Dương, ông được điều vào hoạt động ở Nam Kỳ, được cử làm bí thư tỉnh Gia Định. Ở đây, ông bị người Pháp bắt và bị giam đến ngày 2 tháng 5 năm 1933 mới đưa ra tòa. Tòa kết án ông khổ sai chung thân, rồi lưu đày côn đảo. Tháng 6 năm 1936, ông được trả tự do nhưng bị quản thúc ở Huế. Tại quê nhà, tuy bị theo dõi, bao vây, nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động bí mật cho đến khi mất vào năm 1938.